À, quên mất cái vụ dùng Wolverine thôi. Mọi người thường ông có hay nghĩ là Wolverine cái móng vuốt nó đi ra từ cái chỏ tay không? Cái phần Không, nó đi ra từ cái cánh tay, ống tay của nó mà. đúng Nó đi xuyên một và cái lên trên luôn. đúng, nên là chuyện gì xảy ra nếu mà Wolverine không để cái tay theo hướng đó, ví dụ để một hướng khác chẳng hạn, Xuyên thì chỗ chuyện gì xảy khác. ra? Đúng rồi, để trong chỉ thường hay xảy ra việc này nha, nhưng mà lên phim thì bỏ đi. Rồi đó. Nên chị thì kiểu Wolverine thấy kiểu chọc nó ra thẳng từ bàn tay này, chọc nó ra thẳng từ cái cổ tay nữa. Ừ, mà là chi mà để xem. Nên thấy là chị thấy khá là ngầu, nhưng mà Luffy không có, chắc cho Tại phải chỉ thấy tướng là chi CGI nữa. không thể Ừ, tưởng chắc phải tìm tượng kiếm ngay chi nữa. siêu một phát lên ngay lập tức. Ừ, đúng đúng đúng. Mình Phim hay chưa Wolverine nói chuyện á, à, sao vậy? lý do như lần trước ấy. Ồ à, ngủ chứ. Nó nhà rồi xây nhà phòng khác nhau sao rồi nó nhỏ đi, nó to cũng nghe vậy, Cùng luôn. cục phòng rồi bây giờ thế. Này 12m78 này. Chưa Ồ nâng, chưa nâng mắt móc. Operator, you have remembered well how the Tenno arm themselves. Rồi, rồi, lạnh quá. Ủa nó ngọt đó rồi, trời, qua mấy con Còn gì mà. Lạ nữa? vậy ta, qua rồi còn nó ngọt rồi sao này hết rồi. Nha, chắc hay qua đủ quá bú hết rồi, lạ sự. Rồi, đợi hết nó ngọt rồi.
Ai, không có tin rồi, tao phải uống suối. Phải là cũng đâu mục tiêu vậy. Đẹp rồi.
À nhắc mày nhớ chuyện bao lớp hay là đúng không? Gọi là đam mỹ là từ nhà tính chỉ chung nhưng mà người Việt quen gọi rồi nên tôi sẽ gọi nó là chuyện đam mỹ đi, họ đóng thấy gọi chuyên nghiệp hơn gọi bao lớp, thì những câu chuyện bao lớp ấy The balance of power vậy cũng được. continues to Nói chung shift. những câu chuyện bao Now lớp ấy đa Asians phần là mark with do new nữ viết Asians. hoặc là nam viết, nhưng mà nam nè, nam chạy thẳng à, nữ chạy thẳng, nữ gái thẳng luôn chứ không phải nữ nữ BD nha. Wait, what? Những bộ truyện boy love thường thường cái hay do nữ viết, và những người phụ nữ này không phải là những người có xu hướng tính dục liên quan đến đồng giới hay những xu hướng tính dục liên quan đa dạng hơn, như là thích hai giới, thích tất cả các giới hay là không thích giới nào, đa phần là thẳng hết đấy. Thì cái cách mà họ viết bộ truyện này, họ làm kiểu tình dục hóa lên, họ làm cho những nhân vật trong đó kiểu kiểu dạng mấy cặp cổ đại ấy, các chiến thần trên giường này nọ đấy. Thứ hai là họ bị kiểu bị toxic hóa các mối quan hệ đồng tính, là ví dụ như là trong một bộ truyện có thể là người này là cưỡng hiếp người kia, hay là câu chuyện chị này người này kiểm soát người kia, hay là câu chuyện này là thằng này đang cưỡng hiếp người kia, rồi cái người bị cưỡng hiếp ấy bây giờ lại nảy sinh tình cảm với người cưỡng hiếp đó, kiểu nó khá là fuck up. Và đa phần là những người đọc truyện bộ truyện như vậy đa phần cũng đều là nữ luôn, tại vì những người nữ này kiểu tình dục hóa cái mối quan hệ giữa nam với nam lên ấy, là tôi không thích lắm. Nên đâu mà thấy là người comment cho bộ Killer Stalking nữa thôi, từ chối hiểu, từ chối đếm xem. Tại sao là như vậy? Bởi vì họ có cái nhìn không đúng về chuyện đó. Đúng hơn là họ có cái nhìn rất là lệch lạc như về những mối quan hệ vậy. Kiểu cứ BD là mối quan hệ vậy á, hay là họ xem xét nhiều quá. Có thể đó. And the enemy calls for a song. Chào các bạn. Life support. Hold on. I'm sending auxiliary life support. Life support on the way. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time.
ready for a capsule. Additional life support has arrived. You feel my shame. I was gonna make it. They nuke it. Has just made their first discovery. Keep up the good work. When you are ready, go to extraction. Cuộc tối đa tổng là 75. Nhưng ông được thua 75 lần. Trời, cuộc tối đa tổng là 75.
Parvos, the low thief shall never know the cool caress of your crowns. Share in this bounty. Hold out as long as you can. We are unstoppable! We are corpus! Farewell, thief! They fought well. Good dance, all. Để phong bao Octavia đến nào? Để phong bao Octavia tiếp rồi sao? Không đợi con. Excellent armaments, operator. Please return covered in blood. Safe and sound.
everything in orders, operator? Is that a pun? I will attempt to bypass this fault. Bảo sao yếu, tôi quên bỏ mod multi-shot vô. Gì? Tôi quên bỏ mod multi-shot vô. Bảo sao yếu quá. Ordis did not think the operator could be more attractive. Wrong again, Ordis. Để xấu nhờ. Tôi sẽ skin đi phao mà.
Combat must be practiced to truly master the canvas of war. Keep going. Nobody knows you're here. Kiểu có mấy anh chị mấy con thỏ là chưa thì nhiều buồn cười rồi. Thỏ bảy màu đúng không ta? Rồi thỏ bảy màu.
Ah!
Để xin tiếng. Thank you.
Ranks and they are on the run. Another successful mission. Find extraction. Thank you.
They fought well. Good dance, all. Stand by while I analyze the intelligence profiles of the Grineer. Error, not a number. Did the operator enjoy this witticism? The multitude of creatures you have immortalized would cry out in thanks. Thank you.
Hey, mình đã trở lại rồi đây. Navi Sky. À, cái xăm kiếm gì vậy? Xong nhấn mắt cái điểm kia đi, cái spawn lên kìa. Anh hết hết endo rồi. Hết endo rồi. Nhớ trước cho nhiều ta, sao hết thịt kìa. À, lưng tôi.
If I may say, operator, your chosen warframe suits you. Ha, ha. Mày người chơi Batman tí vậy? Mới đào gì sao? Yến hơn. Các mẹ ác hai chia được không ta? Sợ mấy em, sợ mấy gánh không nổi thôi. Remember the old war, operator? Orda seems to have misplaced those memories. Ấy không quá nóng chơi được. Ở phần Arkham City là ở đó phần khác, phần Dark Knight là Joker chết rồi. Bây giờ thấy ủa giờ chơi sớm rồi, chết rồi, chơi nhầm bản rồi. Vậy phần nào mới phần đầu. Ui sợ. À, thật sự phải ngồi đào bạn kia về. Tự nhiên đùng phải vừa vô thấy chóc cơ chết mẹ. Chết luôn đâu đỡ thế nào được đồ có phát si y chú. Chưa ngủ à? Ừ, 21 ghi đây.
Ủa nha, mình chơi bằng cuối rồi đâu. Bạn chết luôn. À, không biết sao người ta có thể sống trong thành phố Gotham giờ kiểu cứ cách 5 phút là có một đoạn ác lại xảy ra vô lý rồi. Có thể sự dừng ra lâu nhưng mà nhìn vẫn đẹp, nhìn khá là được. Ở nhà một tí. Adam chị bắt mang nhiều. You are here to find our target and bring à nãy nên tới để đứa cái thằng nào chưa bắt ma đấy nó kiếm nó đấm được đâu rồi. You found a target. Capture them quickly before they escape. Gì đấy? Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. À, thôi để mình sẽ kẹp vào. Cái mình dễ chắc rồi. Không, sẽ là chìm. Anh em mình chơi phân ắc năm nay. Định là một phát tối tối luôn. Chơi do phá đảo luôn cho xong. Nổi không ấy. Nổi gì? Nên sẽ không bị cản trở. Target located. Bring them in. Hả? Được một ba tao xong rồi chơi.
Kiểu chứ tôi tưởng phần Ác Nai trước, sau đó phần Ác Nai City. Không ai đặt, ừ, The Dark Knight, sau đó phần Dark Knight City. Kiểu không ai đặt tên kiểu ngược đời vậy được. Tôi bảo, không biết thật sự. Quên, mình nhìn xong mình tưởng mày nói là Arkham, Arkham trước. Đâu, ừ, Arkham Knight trước, Arkham City sao. Thôi kệ vậy, mình chơi bản này trước xong chơi bản sau đâu bị gì đâu. Bị gì? Không có chuyện bình thường mà. Kinh pin hả? Kinh pin nhìn lủng nhờ. Kinh pin mới là Two-Face hả? Rồi chắc là phản diện nó hợp lực với nhau rồi. Vậy Kinh pin, Two-Face, Kero hợp lực với nhau để fan mình. Những cái đáng sợ. Inbox messages await. Phải lắm không? Chưa có nữa. Dạ. Đang lấy cục khoai, xong cái. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Ballistics and archaic weapons, crude and dangerous, just like the Grenier. Ai bắt màn cho đây rồi. You found the target. Trong chiến được chứ? Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. In. Style, baby. It's all about knowing who you are and not giving a damn. Tắt kim, ừ tắt đi, tắt cũng được.